Mới đây thì một cô gái vô tình đào được một củ khoai có hình tượng kỳ lạ đã trong lúc đang đi đào củ. Sau khi đem về làng thì ai nấy cũng đều thấy hình thù của củ khoai đều có cảm giác thấy choáng váng. Loại củ này có đầy đủ tứ chi, thậm chí còn có mắt, mũi và miệng. Thoáng nhìn qua thì trông như hình hài của một đứa trẻ. Điều này khiến cho rất nhiều người cảm thấy hơi sợ hãi. Và tuy nhiên thì cô gái vẫn hồn nhiên cho rằng không có vấn đề gì, thậm chí còn dự định mang về để chế biến cho kịp bữa tối. Thế nhưng đây chính là một loại củ có độc. Nếu không có qua bác các bước sơ chế và xử lý cẩn thận thì người ăn có thể bị ngộ độc và tử vong. Thông thường thì loại củ này được sử dụng để làm một loại thuốc trong đông y, qua đó đưa những lời khuyên và nhắc nhở mọi người cần phải cảnh giác hơn với những nguyên liệu đến từ tự nhiên chưa được làm qua nguồn gốc rõ ràng. Không nên vội vàng sử dụng những nguyên liệu này, tránh khi tiền mất tật mang.